Đây mình review cái máy mình xay lá dứa. Đây là một cái máy chuyên xay rau má hoặc lá dứa. Để bạn xem nha. Đó. Tí mình xay xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể là tháo với cái máy này ra nha. Đó. Đây mình sẽ thay lá dứa. Mình sẽ đổ nước vô. Rồi nó dưới mình sẽ cắt vô. Nó dưới này mình đã rửa rồi, mình cắt thôi, mình cắt đoạn đoạn khoảng tầm 15. Cứ vậy cắt vô. Rau má thì chúng ta cứ đợi vô thôi, đây là mình xay nó dứa. Cắt xong thì mình đậy nắp vô cho nó khỏi bay. Rồi mình sẽ bật cái này lên. Đó, mình mới xay được mấy giây thôi, cho các bạn xem chút xíu nè. Rồi thì nó đã nát ra rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ bật lên cho nó nhuyễn nhừ nữa. Rồi thì nó dứa như thế này mình có thể lấy ra mình vắt lấy nước cốt được rồi, mình lấy màu. Đó. Rồi chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn cái cảnh mà mình có thể là tháo cái cối này nha. Rồi sau khi chúng ta xay xong, chúng ta cắt cầu dao và chúng ta rút cái điện của công tắc ra để đảm bảo an toàn nhé. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các cách mà chúng ta tháo cây cối này ra nha. Ở đây cái cối mình xài thì nó sẽ có một cái lưỡi dao. Đây mình nắc trái phải và vừa nắc vừa nhấc nó lên. Đó. Rồi mình nắc trái phải rồi. Nhẹ ra, đây là cái lưỡi dao của mình. Đó. Đó là cách mà chúng ta có thể là tháo lưỡi dao ra. Sau khi tháo được rồi, chúng ta tháo đến cái nồi, cái cối này. Rồi đây, mình đã tháo được ra đây. Rồi, đổ nó dưới thôi. Rồi, đó là cái cách mà mình tháo cái cối này ra. Mình xịt nước để mình lấy cái cối này ra. Mình cái mấy cái cốt của nó dưới này. Rồi, chào các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.